Tộc quán nằm tại số nhà 176 đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Một không gian đậm nét văn hóa ẩm thực dân tộc Thái Tây Bắc giữa lòng thành phố Lào Cai hiện đại và phát triển. Đến đây, quý vị sẽ được thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị độc đáo riêng có của người Thái. Những món ăn được chế biến công phu chủ yếu từ cá sông, cá suối, rau rừng, măng rừng và các món thịt trâu, thịt lợn hun khói, sấy khô được ướp bằng những gia vị đặc trưng như má khén, thảo quả và tỏi ớt tạo nên hương vị cuốn hút khó quên. Đến với Thái Tộc Quán, quý vị sẽ được thưởng thức nét đẹp trong văn hóa mời rượu của người Thái. Vừa thưởng thức mời rượu thác, vừa nghe hát dân ca Thái và hòa mình với không gian văn hóa nghệ thuật nổi tiếng của vùng Tây Bắc. Đó là múa xòe hoa với những điệu xòe piêu, xòe quạt, xòe vòng, lâng lâng bên chén rượu cần. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn hãy đến với Thái Tộc Quán để cùng trải nghiệm và thưởng thức văn hóa ẩm thực dân tộc Thái Tây Bắc. Khăn giờ nước qua tôi nghĩ với ai ơi. Em xin chào tất cả các anh các chị ạ. Em là nhân viên của Thái Tộc Quán. Hôm nay rất vui được đón tiếp các anh chị tại đây và em xin phép được giới thiệu sơ qua về các món ăn của Thái Tộc Quán chúng em ạ. Các món ăn của người Thái thì rất là phong phú và đa dạng, chủ yếu là lấy nguồn từ cá sông, cá suối và trâu, bò và các loại rau rừng, măng và củ quả. Các món được chế biến là đồ khô, ví dụ như là sấy và ướp gia vị sau đấy thì nướng lên ạ. Em xin phép được giới thiệu với các chị ạ. Đây là món cá pỉnh tộp, có nghĩa là món cá nướng gập ạ. Cá nướng gập, cái này thì chế biến rất là đặc biệt là từ cái con cá chép suối ấy, chúng ta sẽ mổ sống lưng ra, sau đó là trộn với các gia vị. Trong đó thì không thể thiếu là gia vị má khén, là cái gia vị rất đặc trưng của người Thái. Sau đấy là sẽ trộn với lại sả, ớt rồi tất cả các loại gia vị khác. Sau đấy là sẽ nhét vào bụng cá và gập đôi con cá lại và cho vào rồi nướng lên. Thì cái này rất là thơm ngon và đặc biệt, rất là đặc trưng luôn ạ. Chị ơi, cái món này nhìn lá, cái món này món gì vậy ạ? Dạ, thưa các anh các chị là đây là gọi là cá mẩm ạ. Người Thái thì gọi là cá mẩm. Cứ nhắc đến người Thái thì hầu hết tất cả mọi người đều biết. Vì món này là món gọi là rất là đặc sản đấy ạ. Và chế biến rất kỳ công. Thế chủ yếu thì lấy từ cá sông, cá suối và phải là cá bống nhỏ. Thì càng tăng cái độ thơm ngon và để được lâu. Cái món này thì để càng lâu thì càng thơm. Thưa anh chị là món này thì chủ yếu là nó chế biến ra rồi là nó gần ăn thì gần giống như kiểu là mình làm tôm chua đấy ạ. Nó kiểu dạng như là một loại nước chấm ấy. Thế mình sẽ dùng để quấn với các loại rau rừng. Sau đấy là mình ghém vào là mình thưởng thức thôi ạ. Để uống rượu chứ. Đây là các loại rau này. Dạ, em có thể hướng dẫn mọi người cách để ăn món ăn này bởi vì anh thấy cái món này rất là lạ. Dạ. Và chắc chắn là mọi người ở đây sẽ chưa thưởng thức. Dạ vâng ạ. Mọi người cách ăn. Dạ vâng ạ. Đầu tiên thì mình sẽ lấy đây là lá mẻn lý. Cái lá mẻn lý này thì mọc ở bờ sông bờ suối và rất là hiếm ạ. Rất là khó kiếm. Thì cái lá này thì người Thái ai cũng biết ăn. Chủ yếu là ăn cái lá này với các loại cá thì chủ yếu là để chống gọi là chống tanh ấy, chống tanh là chống đau bụng. Lá cũng phải hơi chua chua đúng không chị? Lá này thì không chua mà lại có vị chát ạ. Món này làm nó lâu không em? Làm rất là lâu ạ, làm rất công phu phải muối đúng không? Vâng, nó dạng như là muối và phải để rất là lâu, ít nhất là phải khoảng hơn một tháng thì ăn mới đậm đà và kiểu nó mới lên men và mới khử được hết cái mùi tanh. Mời anh ạ. Dạ. Có vị ngon.
Anh cảm thấy ngon lắm ạ. Cay không anh? Cay đấy. Cay không? Món này mà ăn được cay. Cứ uống trực tiếp và bọn em tốt. Wow, mời ăn luôn à? Ba ăn nhá. Chúng em thì phải uống 2 lần thì mới may mắn à. Xin mời anh dùng thêm một chút nữa. Sò mới là cầu ba nhớ kè đèn hò co nhìn ơ.